mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dòng máy quét của hãng Jabra có model là DS4308. Thì đây là một dòng máy quét bảo mật 2D, thì mình có thể được quét được các bảo mật 2D cũng như là 1D, với lại là cái tia quét của nó sẽ rộng hơn. Thì hôm nay em sẽ review đi sâu kỹ cho mọi người xem từng chi tiết của nó cũng như là quét thử cho mọi người xem ở trên nhiều chất liệu khác nhau. Thì trước tiên em xin giới thiệu cho mọi người về ứng dụng của nó. Thì ứng dụng của nó là được lắp đặt cũng như là ứng dụng ở trong các quầy thanh toán là chủ yếu. Thì như mọi người đi siêu thị hoặc là các quầy tính tiền, các shop hàng, thì mọi người có thể thấy là nó được ứng dụng rất nhiều. Thì lúc đó thì mình có thể là tính tiền nhanh chóng, hiệu quả, và hoặc là trong các kho bãi quản lý xuất nhập thì mình có thể là sử dụng cái máy này để quét các bảo mật đi vào đi ra xuất nhập tồn trong các kho bãi. Thì đó là một số lĩnh vực chính mà ứng dụng sử dụng cái máy DS4308 này. Bây giờ sẽ tiến hành lập hộp và mở cho mọi người xem các chi tiết bên trong cũng như quét thử. Đây, em mở ra cho mọi người xem các chi tiết bên trong của máy DS4308. Thì đầu tiên đây là máy có kiểu kết nối USB. Đây là dây USB của máy. Rồi đây mọi người có thể xem đây, đây là cái chân đế gác lên để gác máy lên. Đây là thân máy. Máy Jabra, đây là một của hàng sản xuất là hãng Jabra, công nghệ Mỹ, nhưng máy được sản xuất là ở Mexico nha mọi người. Đây là thân máy. Điều này mọi người có thể thấy là máy là cầm rất là vừa tay. Đây. Máy DS4308 có 3 kiểu kết nối chính. Đó là một, đó là sử dụng dây USB. Thứ hai, có thể mình sử dụng dây RS-232 hay còn gọi là cọc con. Và thứ ba, đó là mình sử dụng dây RS-485 hoặc là theo kiểu cable. Thì bây giờ em sẽ cắm vào để test thử cho mọi người xem. Bây giờ em sẽ lắp đặt cái máy quét này, thì sau đó sẽ thử cho mọi người xem. Thì đầu tiên đây là cái phần chân đế của máy. Cắm chân đế vào trước nha. Máy quét, mình tắt dòng máy quét hầu như không cần phải cài driver, máy tính nó sẽ tự động nhận driver của máy quét nên mình rất thao tác rất là đơn giản. Và những điều quét thì nó sẽ đổ về vị trí ngay vị trí của con trỏ mà mình đang sử dụng. Em sẽ tiến hành quét thử cho mọi người xem để test cái khả năng đọc của máy quét này, cái nhiều loại code khác nhau cũng như là cái nhiều chất liệu khác nhau thì sẽ quét thực tế. Trên đây em đang có một bảng mạng có code 39, code 128, QR code hay code EA13, rồi code data matrix, có nhiều loại code khác nhau. Em sẽ tiến hành quét cho mọi người xem. Đầu tiên em quét cái bảng này nhé. Đây, đặc biệt là máy có chân đế đi kèm này thì mình có thể là để ở trên này, thì chỉ cần là mình quét đi vào cái vùng đọc của máy thì máy có thể đọc được đó mọi người thấy, hoặc là mình có thể cầm bằng tay ra thì rất là tiện đó. Đó, có thể quét được tất cả các loại code ở trên cái bảng này, quét rất là nhanh đó, mọi người có thể thấy cái vùng quét của máy là rất là lớn này, mọi người thấy là cái vùng đỏ rất là lớn này, nó ở đây này, thành ra là mình chỉ cần đưa vào đây nó có thể đọc được rồi này, không cần thiết là phải thì cũng được. Rồi giờ em sẽ tiến hành thử phá một cái barcode cho nó hư đi. Từ từ xem là mình quét được không. Đây hai barcode này nó thử barcode. Mọi người thấy là em đã phá nó hư hầu như là hoàn toàn vì sửa barcode thôi. Để tiến hành quét thử. Đây, nó vẫn đọc, nó vẫn có khả năng đọc được cái barcode này rất là tốt. Rồi. Thì em sẽ test thử cho mọi người xem trên các sản phẩm khác nhau. Đây thì mọi người chỉ cần đưa vào cái vùng này thì nó sẽ đọc được cái barcode, mà đưa vào cái vùng quét thì chỉ cần đưa vào vùng quét nó sẽ đọc được barcode của mình. Còn đây là cái chất liệu vải thì em sẽ tiến hành, đây là QR code đó, nó sẽ đọc rất là tốt này. Rồi em sẽ tiến hành phá thử cái nhãn này cho nó nhanh nho.
sẽ tiến hành quét lại cái barcode này. Mọi người thấy có thể thấy là nhận rất là nhanh. Cái quét mình đọc rất là tốt nhá, nhận rất là nhanh. Rồi đây là đặc biệt là có một vài trường hợp là khách cần các vài barcode mà in trên inox thì em cũng test thử cho mọi người xem luôn. Khả năng đọc nó rất là tốt trên inox nha. Code 1D. Còn đây là code 2D ở trên inox thì em cũng test thử cho mọi người xem thôi. Thì vì bề mặt inox nó rất là bóng nên thành ra nó hơi khó đọc. Nhưng máy quét này vẫn có thể là đảm bảo đọc được đó, mọi người thấy. Đó, đọc được trên cả bề mặt inox rất là nhạy nha. Thì đây là trên bề mặt inox nữa. Đây là trên giấy xi bạc. Em cũng test cho mọi người xem luôn. Khả năng đọc của máy này rất là tốt. Vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về cái khả năng quét của máy DS4308 này. Thì máy có khả năng quét theo nhận xét của bên công ty em thì rất là tốt. Mọi người có thể là thấy ở trong video em vừa quét trên nhiều chất liệu khác nhau, thì nó cũng có thể là quét được trên màn hình điện thoại hoặc là trên các chất liệu khó như là trên sắt thép hoặc là trên bề mặt inox. Thì các mặt ở trên đó đều có thể là khắc hoặc là in trên nó thì máy có thể xử lý được. Thì cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video này hữu ích, có thể là subscribe kênh của Thế Giới Mà Vật để nhận được những video tiếp theo. Hoặc là có thể mọi người thắc mắc cần tư vấn thêm, có thể liên hệ tới số hotline của công ty Thế Giới Mà Vật là 1900 3438 hoặc là truy cập theo đường link bên dưới. Xin cảm ơn mọi người.